Đâu? Ở cái chỗ bông nước bẩn ấy, như này không có chụp nó. Bẩn. Con gì mà nó bơi cũng dễ lắm đấy. Như đúng rồi, như rẫy cá luôn. Săn này như đi như rẫy cá đi săn chứ. Thảo lăng ở đây, cho dắt nó ra đây. Thả nhanh đi em, nhanh đi. Cho ra đây nhanh lên. Thả xích ra đi, nó đang rượt nó bắt này. Nó phải có hai con nó dễ bao vây. Mổ rồi đó. Ê mày. Kệ nó đang hăng. Nếu mà có hai con thì chắc nó bắt được rồi, một mình nó. Đấy, nó khôn đấy, nó đi đón đầu như thế nó mới bắt được. Chúng lại cắm chặt con kia chứ. Nhưng mà chỗ nó bẩn quá. Vô nhầm. Bắt được không? Chưa bắt được, ở chỗ này khó bắt, con nó rộng quá. Đúng rồi, chỗ này bị bẩn quá. Bẩn quá. Rệt mình có biết nó bắt con gì đâu. Cái nó lao mầm mình không biết nó bắt con gì. Đó, phi nhau. Ôi trời, nó phi ra ngoài kia. Vớ vẩn mình lăn đây luôn đi. Chụp. Chụp ở đây như hiểu. Ôi trời ơi, bơi ngoài kia. Theo, nó bơi vào kìa. Chuột. Thank you.
Này, này. Như rây cá luôn. Quyết hả? Trời. chơi hả? Quyên nó bắt chuột, bắt trên kia 3 con, còn đây chưa bắt được con nào. Trên kia nó bắt được 3 con. Bắt trên kia mà. Bắt xong rồi giục đi thôi. Không, bắt chơi mà ăn gì đâu.